Con này size cũng lớn nha mọi người. Đây cái lo của nó, con này lo quê nha. Quay cái lưng trước xong quay cái mặt. Con này ba lo nha. Mỹ, con tàu vừa cao vừa dài là thế mà vẫn chỉ như cái lá giữa biển nhấp nhô giữa những con sóng. Dưới hầm tàu, bao nhiêu phụ nữ trẻ em co cụm vào nhau ôm lấy nhau khi tàu lao lên hơi say sóng. Dương con này chắc gần 60, 58 hay nha. Rồi ok anh em nha, anh em nào vào chợ lấy con này thì Zalo số này nha. Con này còn đèn này.